Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài 29 cộng 5 nhé. Bài này sẽ giúp bạn biết cách cộng mà không phải cộng bình thường đâu. Cộng có nhớ đó nha. Để bắt đầu bài học, mình sẽ ôn lại bài cũ tí nha. Đố bạn, 9 cộng 5 bằng mấy vậy? Bạn nhớ nhé. 9 cộng 5 bằng 14 đó. Hãy ghi vào nháp đi bạn. Lát nữa, bạn nhớ vận dụng nha. Thôi, mình cùng vào bài học nhé. Bạn hãy xem nè. Mình có số que tính này. Rồi mình lại thêm ở hàng dưới số que tính này. Sau đó, mình có hiệu ứng gộp này. Bạn hãy điền số và phép tính vào đi nhé. Bạn biết 29 cộng 5 bằng bao nhiêu không? Chắc là không biết đâu, mình sẽ hướng dẫn bạn từ từ nhé. Đố bạn, bạn sẽ gộp mấy que ở hàng dưới vào 9 que ở trên để được tròn trục. Giỏi quá ta, bạn đã làm tròn trục rồi đó, mình sẽ bó lại thành bó nè. Rồi, vậy là xong. Bạn hãy đếm xem thử 29 cộng 5 bằng bao nhiêu, rồi nhập số vào đi. Mà giả sử chúng ta không có que tính, thì bạn sẽ làm như thế nào? Mình hướng dẫn nhé. Mình sẽ tách số như là tách que tính vậy đó. Để số 29 tròn trục, ta nên thêm bao nhiêu và tách số 5 ra như thế nào cho hợp lý. Bạn thấy không? Nếu không có que tính, thì mình sẽ tách ra để thực hiện việc nhẩm nhanh. Vậy, 29 cộng 5 bằng 34 nhé bạn. Bây giờ, mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt hàng dọc nhé. Bạn hãy chọn cách đặt hàng dọc đúng đi. Tiếp theo, mình sẽ bắt đầu cộng từng hàng nhé bạn. 9 cộng 5 bằng bao nhiêu vậy bạn? Bài trước, bạn học rồi đó. Cộng hàng đơn vị xong, tiếp đó bạn sẽ cộng hàng chục nhé. Lưu ý là có số nhớ đó nha bạn. (9 + 5 = 14). Viết 4 nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. Vậy, 29 cộng 5 bằng 34 nhé bạn. Phần bài mới đã xong rồi. Bạn hãy chuyển sang phần bài tập đi nhé. 5 nỉ các bạn đăng ký kênh để cập nhật các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.